Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá Tubi. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tiêu chuẩn sắc đẹp đã thay đổi nhiều lần trong suốt lịch sử loài người. Ví dụ, những gì được coi là hoàn hảo vào thời Trung Cổ thì ngày nay trông khá kỳ lạ. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng, ngay cả trong thế kỷ 21, ý tưởng về những gì là đẹp có thể rất khác nhau tùy theo từng quốc gia. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho bạn biết về các tiêu chuẩn và quan niệm về vẻ đẹp ở các nền văn hóa khác nhau. Một số có vẻ hơi bất thường đối với bạn, trong khi một số khác sẽ thực sự làm bạn ngạc nhiên. Một, Nhật Bản. Ở các nước phương Tây, nụ cười hoàn hảo gắn liền với sự cân xứng của hình dạng răng và sự đồng đều theo vị trí của hàm. Để đạt được điều này, mọi người liềng răng một cách kiên trì trong nhiều năm để sửa chữa nụ cười và làm cho nó hoàn hảo. Nhưng ở Nhật tình hình rất khác. Họ có một khái niệm được gọi là jeba. Nó có nghĩa là răng không đều. Răng nanh trên nhô ra và người Nhật coi nụ cười như vậy là rất dễ thương. Vâng, theo cư dân của đất nước mặt trời mọc, nụ cười là nét đặc trưng cho sự xuất hiện của một người và nó cần trở nên đặc biệt hơn. Có thể nói rằng răng khớp khểnh là cái gì đó thật dễ thương. Nó nhấn mạnh vẻ đẹp và tăng thêm sự quyến rũ. Một trong những lý do cho sự phổ biến của jeba là ở Nhật, họ đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên và cho rằng không cần phải chỉnh sửa theo bất kỳ cách nào những gì thiên nhiên đã ban cho bạn. Tuy nhiên, điều đó thật quyến rũ đối với người Nhật nếu nó chỉ là răng nanh trên và răng cửa. Nếu nụ cười trông không đồng đều, do thực tế là răng mọc ở một góc không chính xác và ảnh hưởng đến khuôn mặt, thì sau đó mọi người chắc chắn sẽ cố gắng khắc phục sự cố này. Người Nhật thích đeo niềng răng bên trong để không cho người khác thấy rằng họ đang trong quá trình chỉnh sửa với nụ cười của họ. Hai, Izan. Theo thống kê, Izan có tỷ lệ phẫu thuật mũi cao nhất thế giới. Điều này một phần là do đất nước truyền thống này yêu cầu phụ nữ chỉ lộ mặt. Tất nhiên, họ muốn khuôn mặt của họ trở nên hoàn hảo, ngay cả với chi phí cao khoảng 2.500 đô la. Không dừng lại ở bất cứ ai, bởi không chỉ phụ nữ Izan theo đuổi vẻ đẹp, mà đôi khi là cả đàn ông Izan. Vì đối với đàn ông ở đất nước này, mũi cũng là một chỉ số của sự giàu có và địa vị xã hội. Họ mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ đến nỗi nhiều bệnh nhân vẫn đeo băng dài sau khi phục hồi hoàn toàn. Vâng, chỉ để cho thấy rằng họ đã trải qua phẫu thuật và đã có thể đủ khả năng cho chi phí đáng kể đó. Một số thậm chí còn đeo băng giả hay dán băng trên mũi của họ mặc dù họ chưa trải qua phẫu thuật, để mọi người nghĩ rằng dưới băng là công việc đã trải qua bàn tay phẫu thuật của bác sĩ thẩm mỹ trị giá vài nghìn đô la. Tajikistan. Kể từ thời Hy Lạp La Mã cổ đại, phụ nữ có một đôi lông mày rậm đã được ca ngợi bởi các nhà thơ và nhà tư tưởng. Người ta tin rằng một phụ nữ có đặc điểm như vậy xinh đẹp một cách bất thường và được tất cả đàn ông mong muốn từ lâu. Nhưng nếu lông mày đậm trở thành mốt trên toàn thế giới chỉ vài năm trước đây, thì ở Tajikistan, lông mày rậm và cả lông mày hợp nhất trên sống mũi từ lâu đã được coi là tiêu chuẩn của cái đẹp. Họ quan niệm khi khoảng cách giữa lông mày của cô gái càng gần thì chồng sẽ càng ở gần cô ấy. Ngày nay, nếu thiên nhiên không ban cho một người phụ nữ lông mày rậm rạp, cô ấy sẽ tự vẽ lên để trông xinh hơn và thu hút người khác giới. Hơn nữa, người dân địa phương tin rằng đây là biểu tượng của sự may mắn và tuổi thọ ở phụ nữ. Nó còn đồng nghĩa với sự thuần khiết, ngây thơ và là biểu tượng của sức sống cho nam giới. Nói chung, những đôi lông mày dày đặc tượng trưng cho tất cả những điều tốt đẹp mà bạn có thể tưởng tượng ra. Bốn, Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ phổ biến mà nó còn được coi là một điều hoàn toàn bình thường. Ở các thành phố lớn hơn, bạn có thể tìm thấy bảng quảng cáo liên quan tới phẫu thuật
và các phòng khám hứa hẹn làm đẹp cho bạn. Theo thống kê, nữ giới Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 tới 49 thì cứ 5 người có 1 người ít nhất một lần được bác sĩ phẫu thuật bằng dao mổ. Và điều này thậm chí không đáng ngạc nhiên, vì Hàn Quốc có khá nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vẻ đẹp. Điều quan trọng nhất trong số này là hình dạng đối với khuôn mặt. Một người Hàn Quốc thực sự xinh đẹp có khuôn mặt phải giống một trái tim, phần trên rộng và cằm hẹp. Để đạt được vẻ ngoài hoàn hảo, nhiều người Hàn Quốc phải trải qua những cuộc phẫu thuật phức tạp, lặp đi lặp lại. Và phải nói rằng, các hoạt động như vậy thường bao gồm làm gãy xương hàm, loại bỏ các bộ phận của nó và các thủ tục đáng sợ khác. Tất nhiên, thời gian phục hồi cũng không dễ chịu lắm, vì bệnh nhân không thể ăn thức ăn rắn trong thời gian dài. Nhưng họ nói, để có thể làm đẹp, bạn cần hy sinh. Papua New Guinea. Ở Papua New Guinea cũng như ở một số nước châu Phi có truyền thống cổ xưa về sẹo. Những vết sẹo trên cơ thể thường được áp dụng cho nam giới trong các nghi lễ khởi đầu của các chiến binh. Đối với những người phụ nữ, những hình mẫu này là bằng chứng cho vẻ đẹp phi thường của họ. Trong suốt quá trình làm thủ tục này, một chiến binh tương lai cũng không khóc và người phụ nữ cũng không rơi nước mắt. Hạnh phúc gia đình và khả năng kết hôn phụ thuộc vào vết sẹo. Mỗi vết sẹo trên cơ thể thì khác nhau, nó cũng có ý nghĩa và mục đích riêng. Một số vết sẹo thậm chí có thể được coi là một loại giấy thông hành. Khi nhìn vào những vết sẹo, có thể xác định tuổi và vị trí của một người trong xã hội. Chẳng hạn trong bộ lạc Uganda của Nigeria, các cô gái có vết sẹo đầu tiên ở tuổi 12. Trong số 5 vị trí, được áp dụng trước tiên là trên bụng và sau một thời gian là trên eo, hông, cẳng tay và trán. Do đó, các giai đoạn khác nhau của cuộc đời được đánh dấu trước khi cô gái kết hôn. Còn trẻ em bộ lạc Batamariba bị sẹo để các linh hồn của bộ lạc bảo vệ họ. Điều đáng nói rằng đây luôn là một điều rất đau đớn. Quá trình này cũng có thể gây ra các bệnh khác nhau. Sáu, Mauritania. Ở nhiều quốc gia, người ta thường nghĩ rằng một cô gái càng gầy thì càng hấp dẫn. Tuy nhiên, đấy không phải là trường hợp ở Mauritania, nơi người ta tin rằng vẻ đẹp của phụ nữ nằm ở cân nặng. Định kiến văn hóa toàn thân buộc phụ nữ phải chuẩn bị cho tương lai của họ từ thời thơ ấu. Họ tuân theo một chế độ ăn uống nhất định hoặc dùng các loại thuốc đặc biệt cho phép họ tăng cân. Phụ nữ trẻ làm điều này vì tăng cân khiến họ trở nên hấp dẫn hơn đối với nam giới và có giá trị hơn trong xã hội. Đôi khi các cô gái thậm chí còn được gửi đến một số trại hè, nơi họ được nuôi dưỡng theo cách đặc biệt. Đó là ăn 16.000 calo mỗi ngày. Mặc dù truyền thống đã bắt đầu biến mất trong các khu vực thành thị, nhiều người vẫn làm theo nó ở các khu vực nông thôn. Ngoài ra, nghiên cứu duy nhất được thực hiện tại Bộ Chính sách Xã hội của Mauritania tiết lộ rằng 55% đàn ông coi phụ nữ gầy là một thiệt thòi nghiêm trọng. 60% phụ nữ tin rằng cân nặng là một lợi thế trung bình. Cứ 5 phụ nữ thì có 2 người công khai nói rằng phụ nữ béo nhận được nhiều sự quan tâm từ nam giới hơn là phụ nữ gầy. Bảy, Ireland. Ở Ireland luôn ưa chuộng vẻ đẹp tự nhiên với làn da trắng, bờ môi mỏng và lông mày rậm. Họ luôn nổi bật bởi vầng trán rộng, mái tóc đỏ, tuy nhiều tàn nhang nhưng với đôi mắt màu xanh lá. Người phụ nữ Ireland luôn cuốn hút đối phương vào trong sâu thẳm đôi mắt của mình. Trải qua rất nhiều năm, dường như phụ nữ ở Ireland vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên này. Dù không trang điểm nhiều, nhưng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc nét, không cần quá nhiều sự hỗ trợ của make up. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Vừa rồi là một số tiêu chuẩn về sắc đẹp ở một số quốc gia khác nhau trên thế giới. Bạn ngạc nhiên với quốc gia nào nhất? Hãy comment ngay xuống bên dưới nhé! Đừng quên like, share, subscribe channel để đồng hành cùng chúng mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo!